biết đâu rồi anh ơi. Con híp ở đâu bên kia kìa, em thử ra mà xem. Đâu nhỉ các bạn ơi, đâu nè, con híp đâu nè. Úi trời ơi, hạt sắp tóc hồng đây rồi. À, con híp đây rồi. Hello cậu con híp, tối qua cậu ngủ thế nào? À mà cậu đeo kính râm thế, biết lúc nào cậu ngủ hay là không đâu, đúng không? Sao ơi, tôi nói cho cậu biết nha, nhà cửa của cậu ấy gọi là chật chội lắm luôn ấy. Mà ai nước kìa, vòi nước nó bị hỏng rồi. Bây giờ tôi muốn đi tắm mà ai không biết tắm kiểu gì đây nè. Tóm lại là tôi nghĩ là cậu nên bảo anh cậu đỏ đầu tư cho cậu một căn hộ đi. Đầu tư căn hộ á? Ngồi lên ghế cái đã nào. Các bạn ơi, không biết là đầu tư căn hộ tốn nhiều tiền không nhỉ? Tất nhiên là tốn rồi, thế nhưng anh cậu đỏ anh ấy là rich kid mà. Ở trong game này anh ấy nhiều tiền lắm. Thế nhưng mà tôi không thích xin của người khác đâu. Nói gì đấy, nói thì nói bé thôi mà nói to thế thì anh nghe thấy rồi. Được rồi Hà Sam, anh đã mua cho em một căn hộ rồi, thế nhưng mà trước hết thì anh em mình nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đi đã. Oh yeah, cảm ơn anh cậu đỏ. Dọn dẹp nhà cửa thôi các bạn ơi, con híp cậu giúp tớ nha. Được rồi, không vấn đề gì. Oh yeah các bạn ơi, vậy là anh cậu đỏ quyết định là đầu tư cho mình một căn hộ các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp căn hộ cũ. Rồi rồi rồi, đây để cái nắp thùng rác này. À không, cái thùng rác này là nắp nó vẫn mở thế rồi các bạn ơi. Cho con híp đi tắm nha các bạn. Cho ướt luôn. Rồi bây giờ thì đóng tủ lạnh nè. Rồi rồi rồi, ghế là để gọn đây. Ghế không để gọn được. Úi dồi, ở trên này có một cái nồi mì này. Anh có đỏ, anh cái đỏ ơi. Nồi mì nè, bây giờ ra ăn đi anh có đỏ ơi. Cái gì, có mì á? Ôi trời ơi, ngồi đây ăn luôn các bạn ơi. Ôi nóng hổi hổi, ngon quá. Tiền tiền tiền, bây giờ mình bước vào đây để mua căn hộ các bạn ạ. Ôi trời ơi, úi giời, lấy luôn kinh của con híp kìa các bạn ơi. Rồi rồi, ok, đi thôi nào. Ra ngoài thôi để xem là anh gấu đỏ anh mua căn hộ cho mình ở đâu nha các bạn nha. Rồi, cái khu này là cái khu mình sống này các bạn ơi. Rồi, bên này là khu trường học các bạn ạ. Là cái khu mà mình học tập ấy. Rồi, bên này là cái khu mình không biết là cái khu gì nữa, nhưng mà là cái khu vui chơi. Ok, gặp gỡ bạn bè. Rồi, đây là cái khu mà có rất nhiều nhà ở rồi các bạn ơi. Anh gấu đỏ anh ấy bảo là mua cho mình một căn hộ. Đây, căn hộ đây các bạn ơi. Mình sẽ giới thiệu các bạn căn hộ của mình. Tăng tăng tăng. Không có cái gì luôn. Trời ơi, không có cái gì luôn. Bây giờ thì phải mang anh gấu đỏ mới lại quân híp ra đây mới được. Đây nè. Rồi, anh gấu đỏ đây nè. Quân híp đây nè. Mình đây nè các bạn ơi. Anh gấu đỏ ơi. Sao mà ai ở đây trống trơn trống ngoắc vậy nè? Thì đúng rồi, anh mua cho em căn hộ thôi. Còn đồ đạc này là em tự sắp xếp theo ý thích của mình chứ. Đúng rồi đó Hà Sam ơi. Bây giờ tớ với cậu với anh gấu đỏ cùng xếp đồ đạc đi. Được thôi các bạn ơi. Thích quá. Để xem nào. Ui, căn hộ này nó rộng luôn các bạn ơi. Rồi rồi, có 3 phòng luôn, 4 phòng luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mở cái tủ lạnh ra xem có gì không. Không có gì luôn. Rồi cái tủ lạnh này là tủ lạnh mới tinh 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 luôn các bạn ơi. Không có gì hết. Bây giờ thì mở đồ đạc đây nha. Rồi ở đây là có giường này các bạn ơi. Có bồn cầu nhà tắm. Rồi có tủ lạnh này, có ghế này, rồi có cả sơn tường các kiểu luôn. Thế nhưng mà có nghĩa là trong này đồ đạc em mình thích bỏ đi món đồ nào cũng được và thay thế bằng món đồ nào cũng được các bạn nha. Đây nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy giường nha. Rồi, ôi trời ơi, cái hộp bắp tăm bơ của anh cũng đỏ vẫn còn ở đây. Rồi bây giờ cái giường đi. Cái giường mình sẽ chọn cái giường này đi. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi xoay đầu được luôn nha. Hoặc là giường tầng. Wow, còn có thể giường tầng luôn nè các bạn ơi. Ui đẹp đây các bạn ơi, đẹp. Vứt vào thùng rác đã. Rồi đây ghế đây. Vứt vào thùng rác đã. Rồi vứt vào thùng rác đã. Rồi tí nữa thì mình sẽ bỏ ra sau các bạn ơi, mình xếp sau mà. Rồi mình thích ý là giường của mình sẽ ở nơi có cửa sổ, nên là mình sẽ đặt ở cái phòng này. Rồi có cửa sổ luôn. Oh yeah. Rồi đây là phòng tắm các bạn ơi. Rồi phòng tắm thì tất nhiên là đặt ở cái phòng tắm rồi đúng không các bạn. Rồi đặt ở đây cũng có cửa sổ luôn. Yêu thế này lúc mà mình đang tắm mà có người nhìn thì chết. Ok rồi, tiếp nè, đây là tủ lạnh các bạn ạ. Rồi cái tủ lạnh thì có rồi. Ok thì bây giờ là bàn ghế. Bàn ghế mình nghĩ là bàn ghế sẽ đặt ở đây đi. Rồi một cái ghế nữa đây. Đấy, tại vì anh có đỏ một con híp hay sao nhà mình chơi lắm,
nên là mình sẽ đặt bàn ghế ở đấy. Rồi, ok. Tạm thời là như thế này đã thôi các bạn ơi. Rồi, tạm thời là đồ đạc là như thế này nữa thôi. Còn sau đó thì mình sẽ đi mua thêm các bạn ạ. Anh cứ đỏ. Bây giờ thì đồ đạc em xếp như thế này rồi. Bây giờ anh em mình đi mua đồ đi. Bởi vì tủ lạnh ấy không có gì ăn cả anh ạ. Anh cứ đỏ. Liệu anh có đủ tiền để đi mua đồ ăn không đấy? Tại vì Hà Sam ăn nhiều lắm anh ơi. Vô tư đi các em yên tâm. Anh đã mời các em đến đây để đi mua sắm thì chắc chắn là anh có tiền rồi. Ở trong game này anh nhiều tiền lắm. Ngoài đời anh nghèo hết một nơi nhưng trong game này nhiều tiền lắm. Đi thôi các bạn ơi. Yeah. Rồi đi tàu điện ngầm cho nó nhanh. Đây chính là trung tâm thành phố và đó chính là nơi mà mình sẽ mua sắm các bạn ơi. Rồi vào đây. Vào đây nào. Mở cửa ra cho chúng ta vào nhà. Quá nhiều đồ luôn các bạn ơi. Đấy. Thì bây giờ có rất nhiều nhân vật ở dưới thì mình lại lôi anh gấu đỏ với quân hiếp ra. Bởi vì anh gấu đỏ là người giặt tiền mà. Còn quân hiếp là người xách đồ mà. Anh gấu đỏ ơi, em đi mua đồ nha. Được rồi, em mua thoải mái đi. Anh cũng ra đây xem đồ đây. Ý, anh gấu đỏ ơi, ở ngoài kia ấy, có cái bạn gì xinh xinh ý, em ra đây nói chuyện đây. Hello, xin chào bạn. Mình có thể làm quen với bạn được không? Mình là quân hiếp điệp dài. Và bố mình là mafia. Ơi, cậu lẽ nói chuyện đi. Sợ quá thì mất rồi. Anh cứu đỡ. Quân hiếp dọa cái bạn kia. Tí nữa thì sợ, té ra quân. Thôi em đi mua đồ đây. Các bạn ơi, ở đây có rất nhiều đồ luôn nè các bạn ơi. Wow. Ui, đây là cậu bạn ở lớp mình nè. Wow, bạn đấy không biết là mua cái gì đây. Hình như là bạn ấy mua máy ảnh các bạn ạ. Ui, ở đây có rất nhiều đồ gia dụng luôn nè. Còn có cả nồi cơm điện luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra đây để lựa đồ các bạn nha. Rồi, hello, xin chào cậu. Tớ là Hà Sam nè. Cậu hãy chụp cho tớ một bức hình xinh lung linh được không? Được thôi, thế nhưng mà máy ảnh của tớ hết pin rồi. Thôi, để lúc khác tớ chụp cho cậu nha. Được thôi, ok, vậy hẹn thế nha. Bây giờ tớ cũng đi mua đồ đây, chào cậu. Oh yeah, chào cậu. Wow, các bạn ơi, ở đây có rất nhiều đồ luôn nè. Ui, ở đây là cửa ra vào. Tăng, tăng. Mình ra ngoài mà nó không kêu luôn các bạn ơi. À mà đúng rồi, nếu mà mình lấy một đồ gì ở trong siêu thị em mình ra ngoài thì cái cánh cửa đấy nó mới kêu mà, đúng không các bạn? Thôi thì bây giờ có kính lúp này các bạn ơi. Wow, nhìn này, wow, nhìn cái mặt của mình này các bạn ơi. Rồi, mặt em bé này. Rồi, bây giờ thì có rất nhiều đồ nhưng mà ở đây là đồ chơi trẻ con các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang bên này. Ui, cái máy ảnh này đẹp ghê này các bạn ơi. Cái máy ảnh này là màu hồng nè. Máy ảnh đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Ui, còn có cả cái điện thoại này các bạn ơi. Rồi, điện thoại nè. Rồi, đi sang bên này xem có gì nữa không ta. Ui, nhà mình thiếu cái nồi cơm điện này các bạn ơi. Mình sẽ lấy luôn cái nồi cơm điện. Ui, út để đâu rồi? Út để đâu rồi nhỉ? Wow, không, bây giờ tay mình cầm không được nữa các bạn ơi. Rồi, thế nên là nó để đằng sau mình các bạn ơi. Rồi, thế thì mình sẽ đặt ra đây để thanh toán nha. Hà Sam ơi, em nhìn này, ở đây có một chú. Chú này là chú cáo các em ạ. Úi trời ơi, có một chú cáo ở đây luôn nè các bạn ơi. Anh gấu đỏ ơi, đây chỉ là một nhân vật kiểu như là thú bông thôi, ngồi đây thôi mà. Ui, có cả cây rút tiền đằng sau này. Nếu mà anh thiếu tiền ấy, thì anh có thể rút thẻ đằng sau đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ mua thêm đồ nè. Ui các bạn ơi, ở đây còn có cả cún nè, các chú cún nè. Thế nhưng mà nhà mình ấy bây giờ chưa xong đồ đạc ấy, nên là mình chưa thể là mua các em đấy về được. Bây giờ mình sẽ mua dụng cụ nhà bếp trước các bạn nha. Rồi, mua cái cốc nè. À, đâu, cái cốc đâu rồi, nó rơi vào tay rồi các bạn ơi. Rồi, mua cả cái máy xay này nữa nè, đó. Đó các bạn ơi. Rồi, lại ra đây nè, lại ra đây để đồ lên đây. Wow, mua quá nhiều luôn. Hà Sam ơi, có cần tớ giúp gì cậu không? Có chứ, bây giờ cậu đi mua sắm đồ ăn cho tớ đi. Nhất là cá và gà ấy. Thôi, tớ sang đây tớ mua chọn đồ tiếp đây. Này, Hà Sam ấy mà mỗi lần lạc vào trong siêu thị ấy thì có mà đến đêm mà không biết đường về luôn. Mình phải mua cho nó nhanh. Rồi, qua con gà nè. Ui, tớ chết rồi, con quá, mình ăn mất tiêu rồi. Quân hiếp, em phải chọn cho Hà Sam chứ sao em lại ăn như thế. Hà đã tính tiền đâu? Vâng, em lỡ mồm, tí nữa em sẽ giả nha. Anh ơi, Hà Sam ăn nhiều thịt đấy lắm. Cho Hà Sam
10 cân khoai này đi anh ạ. Cái gì? Mua 10 cân khoai ở Hà Nam. Anh sẽ mua pizza. Anh ngắm ở đây rồi. Pizza, pizza đây. Tăng tăng. Anh em mình thanh toán thôi. Anh em mình là thanh toán thôi. Tăng 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 tăng. Nhưng mà ở đây làm gì có ai thanh toán hả anh? Đây 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 đây, mình đây. Các bạn muốn thanh toán đúng không? Để mình thanh toán cho các bạn nha. Đây mình đứng vào đây nè. Rồi đây nè, bịch khoai lên đầu cậu đấy luôn rồi. Rồi đây nè, rồi cậu thanh toán đi nha, anh gấu đỏ anh trả tiền đi nha. Được rồi, yên tâm. Ê cậu ơi, cậu thanh toán hết số này cho mình đi, mình sẽ trả tiền cho cậu. Oh yeah, vậy mình tính tiền đây. Pizza là 100 nè, rồi máy ảnh là 50.000 nè, rồi khoai là 300 nè. La 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 la, còn gì nữa không ta? À, có cái gối này rất là xinh, mình sẽ lấy cái gối này các bạn nha. Wow, ở đây còn rất nhiều đồ đẹp này các bạn ơi. Ý, ở đây không có ai, mà có mỗi một cô nhân viên siêu thị. Bây giờ cô ấy đang tính tiền ở đằng kia. Bây giờ mình sẽ lấy trộm một món đồ, mình đi ra không trả tiền, thế là mình có đồ rồi. Không ai biết đâu, không ai biết đâu. Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy cái cậu bạn lớp mình nói gì không? Hình như cậu ấy định lấy trộm đồ ở trong siêu thị. Wow, không được đâu, không được đâu, không được đâu. Như vậy là không được đâu. Mình ấy lấy đồ gì là mình phải xin phép. Nếu mà người ta không cho thì mình không được lấy, không được tự ý lấy đồ gì hết. Wow, mà cậu bạn này to gan, to gan. Mình sẽ dình cậu đấy. Mình sẽ lấy cái gì đây ta? Cái máy ảnh này rất là đẹp. Mình đam mê máy ảnh, mình sẽ lấy luôn. Lấy luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra cửa này. Đừng, 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 đừng. Ui, các bạn ơi, cậu đấy lấy rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra chặn cậu đấy lại. Hay, dừng lại. Ui, cái gì thế này? Cái gì thế này? Sao tự nhiên nó lại kêu tít 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 thế này? Cậu không được lấy đồ ở trong siêu thị đâu. Bởi vì đấy là một hành động ngu ngốc. Và là một hành động xấu đấy, cậu biết không? Bây giờ ấy, đồ trong siêu thị ấy, cậu mà lấy như thế là cậu là một tên trộm rồi. Và tên trộm ấy thì không ai yêu cả đâu. Không được, không được, không được, cậu hãy để lại như cũ đi. Nhưng mà tớ thích cái máy ảnh này lắm rồi mà tớ không có tiền nữa. Không ai biết đâu, bây giờ cậu không nói, tớ không nói, không ai biết. Cho dù là không ai biết nữa thì đấy là một hành động ngu dốt. Và đấy là một hành động sai trái. Tớ không đồng ý với lại cái hành động của cậu đâu. Bây giờ cậu để lại ngay đi. Bây giờ ấy, người ta ấy làm vất vả bao nhiêu lâu mới kiếm được tiền ấy để lấy cái máy ảnh này về bán cho mọi người. Bây giờ cậu lấy như thế rồi ấy, người ta sẽ rất là buồn đấy. Đúng rồi nhỉ. Đúng rồi, vậy mà mình không nhận ra. Được rồi Hà Sam, tớ cảm ơn cậu nha. Bây giờ ấy, tớ sẽ để lại cái máy ảnh chỗ cũ. Tớ biết lỗi sai của tớ rồi, tớ xin lỗi cậu nha. Được rồi, tớ sẽ không kể với ai chuyện này. Nhưng mà ấy, cậu phải hứa với tớ từ sau không được tái phạm nữa nha. Ừ, tớ cảm ơn cậu nha. Tớ sẽ để lại ngay đây. Mình đúng là một đứa trẻ không ngoan. Bởi vì mình đã lấy đồ ở trong siêu thị. May quá là có Hà Sam ngăn cản. Nếu không thì không biết chuyện sẽ xảy ra đến như thế nào nữa. Để máy ảnh vào đây. Được rồi, bây giờ ấy thì mình sẽ đi về thôi. Hà Sam, tớ đi về đây. Được rồi, cậu đi về đi nhá. Với lại ấy, tối nay sao nhà tớ liên hoan nha. Nhà tớ có nhà mới rồi đấy. Cậu vẫn chơi với tớ hay sao? Tất nhiên, vì cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình nên là cậu là một cậu bé ngoan. Tớ sẽ lại chơi với cậu nha. Nhớ đấy, nhớ đấy, tối nay lên nhà tớ nha. Tối nay chúng mình liên hoan. Ok, yeah 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 yeah. Cảm ơn cậu. Tớ về đây. Ta la, các bạn ơi, vừa nãy thì Hà Sam chơi cái game Toca Boca các bạn ạ. Và cái game này khá là hay và thú vị nữa. Ở trong đấy thì Hà Sam hôm nay đã gặp một cậu bạn ấy làm một hành động sai trái các bạn nha. Và các bạn ấy tuyệt đối không được làm theo, học theo cái cậu bạn xấu kia đâu nha.